Hello, how are you? Hope all are well. Khỏe không các em? Hy vọng là chúng ta ăn Tết xong khỏe đều hết nhé. Nào, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài phần 6, Write, của Unit 7. First, let's learn some new vocabulary. Now listen and repeat and listen to the explanation, and then you try to guess the Vietnamese meaning before I tell you the Vietnamese meaning. Speech, speech, speech. A speech is a talk given to a large audience. Speech, tiếng Việt có nghĩa là bài diễn thuyết, là bài nói chuyện phát ra trước một đám đông khán giả. Mechanic, mechanic, mechanic. A mechanic is someone who repairs machines. Mechanic là một người sửa chữa máy móc. Như vậy tiếng Việt chúng ta có từ là thợ máy. Solid, solid, solid. Solid is a form of substance, not liquid or gas. It's very hard. Solid là một thể của vật chất. Nó không giống như khí hoặc là lỏng. Như vậy nó là thể rắn. Draft, draft, draft. Before you write an essay, you often write a draft. Trước khi chúng ta viết một bài luận văn, ta thường viết một cái draft. Như vậy draft là nháp, nháp hoặc là viết nháp. Right, repeat. Speech, speech. Mechanic, mechanic. Solid, solid. Draft, draft. Chúng ta học qua phần cấu trúc. Chúng ta có một cấu trúc nhấn mạnh. Ở trong phần viết này chúng ta gặp một cấu trúc nhấn mạnh. Đó là chúng ta dùng cấu trúc not only but also. Nhưng mà not only chúng ta để đầu câu, thì cái thứ tự của nó phải là not only, sau đó tới auxiliary verb, có nghĩa là động từ khiếm khuyết. Nó gồm có các trợ động từ như là be, do, have, hoặc là các model như là can, may, must, should này nọ đó. Rồi chủ từ, rồi động từ thường. Và mệnh đề tiếp theo gồm có but, chủ từ, also, rồi tiếp tục thứ tự là các động từ thường rồi những từ còn lại theo nghĩa của câu. Now look at the example, nhìn câu ví dụ. Not only does he sing well, but he also dances beautifully. Chúng ta thấy not only đứng đầu câu thì mình phải đảo ngữ. Động từ chính của mình là động từ thường sing. Động từ thường không thể dùng đảo ngữ được, do đó chúng ta phải dùng một auxiliary verb. Ở đây nó là một trợ động từ does để đứng trước chủ từ, trước chủ từ. Và động từ dĩ nhiên là phải là nguyên mẫu, bởi vì có trợ động từ does thì động từ phải nguyên mẫu. Rồi về sau thì chúng ta viết bình thường với cấu trúc but also. Anh ta không những hát hay mà còn khiêu vũ rất là đẹp nữa. Đó là cấu trúc không những mà còn, dùng để nhấn mạnh tới ý nghĩa của câu. Một điều gì đó mình muốn nhấn mạnh thì mình dùng not only but also. Nào, chúng ta xem phần học phần viết này là chúng ta viết về cái gì nha. Let's see. Chúng ta hãy xem how to write a speech. Làm thế nào để viết một bài diễn thuyết? A speech usually has three parts. Một bài diễn thuyết thường có 3 phần. Introduction, phần giới thiệu. Body, phần thân bài. And conclusion, phần kết luận. And here
You have to match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. Ở đây chúng ta có các phần của một bài diễn thuyết gồm có 3 phần: introduction, body, conclusion ở cột A. Chức năng của các phần này là gì? Ở cột B, chức năng nó gồm có 3 chức năng A, B, C. Phần nào hợp với chức năng nào, chúng ta phải chọn lựa cho nó phù hợp. Thì chúng ta xem cái nghĩa của từng cái function ở đây và chúng ta ghép với lại cái phần của một bài diễn thuyết. Nào, summing up what you have said. Tóm lại những gì mà mình vừa mới nói, vừa mới trình bày. B, getting people's attention and telling them what you are going to talk about. Chúng ta sẽ gây sự chú ý cho mọi người và nói cho họ biết là ta đang nói, sắp sửa nói về cái điều gì. C, giving details in easy to understand language. Chúng ta trình bày thật chi tiết bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Rồi, các chức năng nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng, trong vòng vài giây thôi, sau khi nghe giảng bài như thế, chúng ta quyết định phần nào có function nào. Alright, so now let's check the correct answers. Look, introduction. This is B, getting people's attention, telling them what you are going to talk about. Chúng ta phải ghi sự chú ý cho mọi người và báo cho họ biết là ta đang sắp sửa nói về cái gì. Body, we give details in easy to understand language. Chúng ta cung cấp cho thính giả nghe từng chi tiết của bài diễn thuyết bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Và dĩ nhiên phần cuối cùng chắc chắn là phần còn lại, đó là summing up what you have said. Chúng ta tóm tắt lại những ý chúng ta vừa mới trình bày, những nội dung chúng ta vừa mới trình bày. Now move on to section B. In section B, you have to put the following sections in the correct place to complete a speech. Chúng ta sẽ phải sắp xếp lại cái đoạn diễn thuyết mẫu này theo thứ tự. Ở đây nó có 3 đoạn, 1, 2, 3, nhưng nó được sắp xếp lộn xộn với nhau. Chúng ta xem qua một lượt, chỉ cần vài từ gọi là keywords thôi, chúng ta có thể đoán được phần nào là introduction, phần nào là body, phần nào là conclusion. So now check the answer. Number one, that means the introduction. The introduction must be good evening, ladies and gentlemen, blah blah blah. Phần này đầu tiên vào là diễn giả phải chào hỏi, giới thiệu mình là ai và mình sắp sửa làm gì. Thì phần giới thiệu nó sẽ là đoạn 3 nha. Số 1 là phần giới thiệu nha em, introduction. Now, body. Phần body không cần phải đoán lâu la gì, bởi vì mình thấy sao, phần body là phải phần là phần nhiều nhất, phần nhiều thông tin nhất, cho nên chắc chắn nó là phần số 2 trong bài luôn. Most of us use too much gas, blah blah blah. Nguyên một cái đoạn này, đó là phần body, phần thân bài. Chúng ta giới thiệu cho người ta biết chi tiết của cái nội dung mình vừa mới giới thiệu ở phía introduction. Và dĩ nhiên cái phần cuối cùng, conclusion, đó là chúng ta kết luận lại những gì chúng ta vừa mới nói và cái kết quả của nó là như thế nào. Đó là một bài nói chuyện mẫu. Ở đây bài mẫu cho nên người ta chỉ cho đơn giản thôi, thật là đơn giản.
để chúng ta hình dung ra chúng ta phải viết một bài diễn thuyết như thế nào. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là ở phần C. Now move on to section C. Phần C. This is also the homework for you. Và đây cũng là phần bài tập về nhà cho chúng ta nha. Cố gắng ở nhà phải viết. Now you choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the clouds may help you. Chúng ta chọn một trong ba nội dung ở đây, một trong ba chủ đề ở đây để viết một bài diễn thuyết trình bày với lại bạn cùng lớp của mình. Và ở trong những cái clouds này, những cái phần nói đó là những cái ý để gợi chúng ta. Em nào có thêm ý thì tốt, không có thì cứ dựa vào những ý này để mà viết ra. À, chúng ta xem từng cái topic một, từng cái chủ đề một. Chủ đề thứ nhất, reducing garbage. Làm thế nào để giảm rác? Thì cái phần giới thiệu và phần kết luận là chắc chắn là chúng ta phải biết cách làm rồi, bởi vì hai phần đó là của riêng mình. Còn đây cái gợi ý, cái nội dung làm thế nào để giảm rác thì người ta có gợi ý chúng ta là collect plastic bags. Chúng ta phải thu lượm, nhặt các bao ni lông lại. Not keep solid waste with food waste. Không để đồ thải ở thể rắn chung với chất thải là thực phẩm. Tại sao? Thì chúng ta cố gắng suy nghĩ, phải sáng tạo tại sao. Trong bài viết của mình phải đưa một cái giải thích ra tại sao phải làm như thế. Cái ý thứ ba đó là put different kinds of waste in different places. Chúng ta phải để các loại chất thải khác nhau ở những nơi khác nhau. Lý do cũng là tại sao thì chúng ta phải trong bài viết phải có nha. Chủ đề thứ hai, reusing paper. Chúng ta sử dụng lại giấy. Và cách nào? Have a separate waste basket for waste paper. Chúng ta có cái sọt rác riêng dành cho giấy vụn. Tại sao? Tại sao phải có sọt rác riêng cho giấy vụn? Rồi, đó là do cái khả năng sáng tạo chúng ta nha, khả năng suy nghĩ phản biện chúng ta. Keep sheets with the single printed page for drafting. Chúng ta giữ những tờ giấy mà chỉ in một mặt để làm giấy nháp. À, hiện giờ thì trong văn phòng, trong các cái văn phòng của chúng ta đó vẫn còn tình trạng là sử dụng máy in mà không có đảo mặt đó. Là khi mà người ta in thì ta chỉ biết nhấn một nút thôi, thì là in có một mặt à, còn mặt kia là mặt trắng thì bỏ, cho nó rất là phí. À, rất là phí, cho nên chúng ta phải giữ làm nháp thì nó tốt. Nhưng hiện giờ nếu mà nhà nào hoặc cơ quan nào có điều kiện thì chúng ta sắm máy mà nó in có đảo chiều đó để nó tiết kiệm giấy nha. Và chúng ta viết dựa vào hai cái ý này. Nội dung thứ ba, saving energy in the kitchen. Tiết kiệm năng lượng trong nhà bếp như thế nào? Turn off the lights khi không sử dụng thì tắt đèn. Prepare food carefully before turning on the stove. Chúng ta sẽ chuẩn bị thực phẩm cẩn thận trước khi bật lò lên. À, tại sao? Tại sao là chuẩn bị như thế nha. Keep refrigerator door closed. Phải để cho cửa của tủ lạnh đóng lại. À, thì tại sao giữ cho nó luôn đóng? Nếu mà nó hở ra, nó mở ra thì có vấn đề gì xảy ra? Rồi, cái tư duy phản biện chúng ta sẽ giúp chúng ta làm bài tốt nha. Như vậy đây là bài tập về nhà của chúng ta. Chọn một trong ba chủ đề này và dựa vào cái mẫu ở phía phần B cũng đã có cho chúng ta một cái bài mẫu đó, và cái lý thuyết về chức năng của từng phần trong bài viết, chúng ta viết bài và sau đó gửi về mail cho các thầy cô dạy lớp của mình. Và đây là địa chỉ mail của các thầy cô nha, địa chỉ mail của các thầy cô. Chúng ta xem địa chỉ mail của các thầy cô, viết bài và gửi về. Nhà trường sẽ kiểm tra chúng ta có ở nhà học bài hay không để đánh giá chúng ta cả về thái độ học tập lẫn về hành vi đạo đức chúng ta có nghe lời thầy cô hay không nha.
chúc chúng ta cố gắng hiểu bài và viết bài thật tốt. Thank you. Goodbye. And remember, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Có hiểu gì không? Không có một cái thang máy để chúng ta đưa chúng ta thẳng từ dưới đất lên tới thành công ở trên cao đâu. Mà chúng ta phải bước từng bậc thang. Ha, nhớ điều này nha. Alright. See you soon.